Vâng, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư quay trở lại với series phân tích cổ phiếu cùng em Hiếu. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích cổ phiếu SSC, một cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp anh chị ạ. Thì chúng ta nhận thấy là giai đoạn vừa rồi thì SSC đang có những tín hiệu phục hồi tương đối tốt nhỉ chị. Thì vậy với cổ phiếu SSC này thì mọi người muốn mua đúng không ạ? Thì còn điểm mua hay không? Và với anh chị nào mà đang nắm giữ thì vùng nào là vùng chúng ta nên chốt lời hay là chúng ta có nên cổng lỗ ở cổng lời hay không? Nhanh chị. Ở trước khi vào nội dung chính của video thì mọi người có thể cho em Hiếu một like cũng như là một bình luận quả tim nhé anh chị. Chúng ta video này được chia sẻ đó, tăng sự tương tác với nhau anh chị nhé. Ở đầu tiên thì chúng ta sẽ vào khung tuần nhé anh chị. Đấy, thì chúng ta thấy là SSC là cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp anh chị, là một nhóm ngành là vào sóng tương đối sớm đúng không ạ? Khi mà thị trường ta có tín hiệu cân bằng đấy, thì nhóm ngành này đã vào sóng cùng với nhóm ngành ngân hàng rồi đó. Và cái nhịp vừa rồi đã tăng tương đối tốt, và trong giai đoạn gần đây thì đấy, giai đoạn gần đây là nó đang tích lũy trở lại nha, gọi là tái tích lũy nha anh chị nha. Đấy, về cái ở khung trung hạn mọi người thấy là SSC vẫn đang duy trì một kênh tăng nha anh chị. Đấy, xu hướng vẫn chưa bị ảnh hưởng đấy, mặc dù là có giai đoạn điều chỉnh tương đối mạnh cùng thị trường anh chị nha. Tuy nhiên thì mọi người thấy là khi nó mất về, nó mất cái dung, sau đấy bắt đầu nó lấy lại cái dung luôn nha, xu hướng vẫn là một xu hướng tăng cho mặt trung hạn nha. Và nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì em đánh giá là dư địa tăng nó vẫn còn anh chị. Ở giai đoạn rồi nó chạy cái nhịp một đúng không, sau đấy nó vào cái vùng tái tích lũy trở lại đấy, và sau một cái nhịp tái tích lũy lại thì em nghĩ là năm 2024 này thì nó vẫn còn có thể chạy lên một nhịp tiếp nhé anh chị nhé. Đấy, đấy là về mặt trung hạn anh chị. Thì về mặt ngắn hạn thì sao, chúng ta thấy là đang có nhịp phục hồi tốt này, thì mọi người bảo là nhịp phục hồi như này rồi thì làm gì còn để mua đúng không ạ? Thì đương nhiên là sau một cái nhịp phục hồi như này rồi đúng không ạ, nó rơi vào tầm 9% đúng không ạ, thì đương nhiên là để mà nói mua luôn ấy chị, mua luôn thì chưa anh chị, chúng ta phải chờ một điều chỉnh, hoặc là chúng ta đang thấy đúng không ạ? Con này thì em đã phân tích cho anh chị là trong các buổi livestream tuần trước rồi anh chị nhá. Thì hôm buổi nào thì em phân tích thì em bảo anh chị đúng không ạ? Thì em sẽ chờ thời điểm có thể là tuần sau thì em sẽ canh vào, nhưng mặc dù nó tăng tương đối tốt đúng không ạ? Đấy, ở giai đoạn vừa rồi ấy, thì em bảo là vẫn chờ nhá anh chị, vẫn chờ là thời điểm mà thị trường ta cân bằng, và con này thì nó vào tuần sau chúng ta có thể cân nhắc chúng ta tham gia đúng không ạ? Đây, hiện tại chúng ta thấy là có một cái giao cản, giao găm đây quanh giá 40.5 đúng không ạ? Đấy, mọi người nhìn này, đấy, 40.5, và nó đang chưa vượt được nhá. Quá trình phục hồi này mọi người thấy là lượng cung ra vẫn đang tương đối nhiều, và đây có thể là một cái điểm test nhá. Test này thì chưa thành công anh chị, khối lượng nó vẫn hơi cao. À, tuy nhiên thì đóng cửa là một cái nến xanh thì đấy vẫn là cái tín hiệu tương đối tích cực nhé. Thì với chị nào muốn cân nhắc cổ phiếu này thì em nghĩ là hiện tại thì nó đang có một cái nhịp rũ bỏ này rồi, đây có thể là tạo một cú spin nhé, mặc dù nó chưa thực sự có một cây xác nhận spin rõ ràng nhé anh chị, xác nhận cái cây rũ bỏ rõ ràng. Tuy nhiên thì quá trình phục hồi này thì chúng ta vẫn có thể là coi đây là một cú spin rồi, và nếu như có một cái nhịp mà nó test lại như anh chị qua tuần test lại thì tương đối quanh giá 39.3 thôi nhé, là chúng ta vẫn có thể là chúng ta cân nhắc được nhé, 39.3 lên 39.5 là chúng ta bắt đầu chúng ta có thể là cân nhắc giải ngân. Và một phần nhé, bởi vì giai đoạn này mọi người thấy là thị trường chúng ta vẫn có thể một nhịp test lại vùng đáy nữa đúng không ạ, cho nên cổ phiếu này thì nó vẫn không có khác ngoại lệ đúng không, nó vẫn có thể có rung lắc, nó có thể là test lại sâu hơn. Đấy, cho nên là mọi người để ý cho em là có thể là chỉnh lại quanh vùng 39.5 nha, là mọi người có thể là lấy cho em một phần trước nhé. Về khung giờ mọi người để ý con này đúng không ạ? Nó vẫn đang có tích lũy đoàn, đang có kháng cự ngắn ở đây thôi đúng không ạ? Kháng cự ngắn là quanh giá 40.2 đây, còn chưa vượt được, bắt đầu chớm vượt thôi. À, thì nếu như nó điều chỉnh lại về quanh giá 39.5 chúng ta lấy một phần được, và khi mà nó bứt thoát lên hẳn cái một cây lớn nhé, một cây dòng tiền vào anh chị nhé, một cây xác nhận dòng tiền lớn vào, một cái break kèm theo khối lượng nó vượt hẳn cái kháng cự ở quanh giá là 40.5 40.8 này, thì chúng ta có thể là giá tăng thêm nhé, thằng lúc đấy giá tăng thêm lên khoảng tầm 20% đến 30% đến gì đấy. Còn cái điểm mua cho tuần tới trường hợp nó có test lại thì chúng ta có thể lấy vào 30% nhá. Đấy, thì dư địa của con này mọi người thấy là dư địa cũng trung tuần của nó, cũng trung hạn nó vẫn có thể về lại vùng đỉnh cũ bình thường nhá, đấy quanh 50 51 như gì. Đấy. Còn về mặt ngắn hạn thì chúng ta sẽ hướng về những cái vùng là 43 lên cao hơn là 45 thì nhá, trước mắt
Quá trình lên đấy khả năng thì nó vẫn sẽ có một chút áp lực thôi, bởi vì cái bung cung ở đây nó vẫn tương đối lớn nha. Tuy nhiên thì nó vẫn có thể lên được khi mà dòng tiền nó sẽ up được rồi, đúng không ạ? Một điểm nữa mọi người có thể chú ý tại sao với bạn là nó vẫn có thể là rung lắc trở lại, bởi vì đang có tín hiệu tạo phân kỳ nhé, quá trình giá đi lên mà khối lượng thấp dần nhé, đấy, thì vẫn có nhịp tăng trở lại. Còn trường hợp mà nó kéo sang tuần mà nó kéo tăng luôn anh chị nhé, ok, xác nhận thì nó vượt cái vùng giá 40.5 này, thì mình lúc lúc đấy mình vẫn có thể là tham gia được, nhưng mà tuy nhiên giá hơi cao một chút nha. Đấy, nên chị an toàn thì khi mà nó vượt 40.5 chờ lại một điểm test đấy, điểm giá đỏ nữa nó test lại đây đấy, chúng ta mua cũng được nha, quanh đúng không, thì nền giá cao hơn một chút thôi. Đây đây về cổ phiếu SSC nhé, và điểm mua ấy, thì mọi người chú ý quản trị rủi ro giúp em nhé, nó rơi vào tầm 4 đến 5% nhá, 5% có thể là cao nhất thì nó 8% thôi. Tuy nhiên ở cái giai đoạn này thì em nghĩ là khi thị trường đang khó khăn thì chúng ta sẽ để là 5% nhé, khi nào thị trường thuận lợi thì chúng ta mới để cao hơn nên gì đấy, 5%. Đấy, còn với những chị nào đang nắm giữ thì em nghĩ là mọi người đang có lợi nhuận thì mọi người chặn lãi cho em nhé, đặt chặn lãi ở quanh, có thể là để quanh cái Jun đi, lên quanh giá 38 nhé, 38.5 nhé, ở bắt được ở vùng đáy nha chị. Còn nếu như mà trường hợp mua ở trên này rồi thì cái vùng chúng ta không có lãi nhiều đúng không ạ, thì chúng ta sẽ phải đưa cái điểm stop loss về cái vùng hòa vốn nhé, hòa vốn đấy nên gì đấy. Còn ở dưới này đúng không, chúng ta còn rơi vào mua để mua được, rơi vào quanh 36 và 7 này thì đặt cho em mức chặn lãi là rơi vào bằng 38.5 nhá anh chị. Cái còn lại thì chúng ta vẫn giữ tiếp, bởi vì em nhìn thấy là con này cũng đang tương đối khỏe so với thị trường đấy. Đấy, cho nên là chúng ta vẫn có thể kỳ vọng thêm quá trình nó hồi phục về, nó hình thành cái mẫu hình rút bỏ ở đây, lên đây nó tích lũy lại và nó có thể đi lên hay setup một cái trận mới nhá. Ok, thì đấy là về cổ phiếu SSC, thì em phân tích cho anh chị có một góc nhìn tham khảo nhé. Đấy, đấy, tham khảo như chị đấy. Thì mọi người đây là quan điểm cá nhân, mọi người nếu như muốn quan tâm thì có thể là cân nhắc tham gia đúng không? Cho tuần tới. À, tuần tới chúng ta giao dịch cũng hơi ít thì có thể là sang tuần sau nữa khi mà chúng ta đặt điểm mua thì chúng ta tham gia nên gì ạ. Ok thì cảm ơn chị đã theo dõi em trong video ngày hôm nay, thì em có để lại dưới phần bình luận một cái room Zalo mọi người có thể tham gia vào đấy nhé, để chúng ta trao đổi phân tích cổ phiếu nên gì. Ok, cảm ơn anh chị đã rất nhiều, chúc anh chị có những ngày nghỉ vui vẻ và cùng bên gia đình và người thân. Cảm ơn anh chị rất nhiều.